Xin chào tất cả các anh em, nhà video mình hướng dẫn tất cả anh em theo dõi dự án đi Fyron. Chúng ta nhận được tài khoản DRFL để tham gia gian mới lịch phần limo 8. Mình bấm nút start đi chat chatbot nè các bạn. Con này theo khá là ngon, thông tin các anh em làm đèn mới được anh em. Ngày mai nó sẽ mở dự án cho, nó sẽ mở cho góp tiền rồi các anh em. Rồi nhiệm vụ đầu tiên chúng ta kênh thay đổi gấp nè. Rồi các bạn cho anh vào nha các bạn. Nhiệm vụ thứ hai ta cũng cho anh vào kênh seller nữa các bạn, để mình check thông tin cập nhật kênh nó của mình, cách tìm cách rút tiền cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bấm đáp đáp lên các bạn. Rồi theo word thì các bạn follow theo word nè. Nó đang lock nhắn các bạn ơi. Rồi anh em bấm theo dõi nè. Con tóc cần này nó lên lên một sàn Uniswap nè các anh em. Tất cả anh em like nè. Rồi tất cả anh em tweet lên nè. Rồi anh em bắt đắp ra đi. Follow theo wish. Rồi bấm gì nữa ta. Rồi anh em, đây nó không có kêu thông tin, nó không có kêu khai báo gì cho mình. Con bot này khá là đơ anh em ơi. Mẹ nó kêu follow theo word nữa nè. Phan anh em chờ mình chút để mình check thông tin chút. Anh em bấm vào invite tới link bị chạy bot khá là lâu chậm luôn, chậm nha các anh em. Rồi đây đừng ghép mình nè các anh em, nó chưa cập nhật. Rồi anh em bấm vào balance thứ cái và chưa cập nhật cái số tục cần của mình anh em ơi. Anh em bấm vào một quyết giao nha các anh em. Em và anh em bắt là cái địa chỉ của tất cả anh em vào nghe thấy anh em. Và mình kiếm tiếp á. Mẹ bấm vào con chắc nó. Nó chưa cập nhật tất cả anh em ơi. DR. Chết mẹ log ra luôn người ta. Hiện tại nó chưa cập nhật tục cần mình các bạn. Mai nó có cập nhật, nếu mà có cập nhật mình sẽ làm cái video hướng dẫn tất cả các bạn nhé. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.